Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hưng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Đại kiểm tra tình hình sản xuất lúa mùa nổi tại ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại. Mô hình sản xuất lúa mùa nổi do Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời triển khai thực hiện. Mô hình có diện tích 100 hectare với 26 hộ dân tham gia. Hiện tại lúa được gần 2 tháng tuổi. Qua kiểm tra thực tế cho thấy lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh. Chỉ có cái bệnh trái lá là xuất hiện tỷ lệ không đáng kể. Còn các cái sâu rầy dịch bệnh khác thì tính đến nay thì chưa có gây hại gì hết. Thì nhận định đánh giá đến nay là lúa phát triển rất là tốt. Được biết từ lúc gieo xạ đến nay, ngoài phân dụng để bón lót vào đầu vụ thì nông dân chưa phun xịt thuốc hay bón thêm bất kỳ loại phân nào. Vì thế, mô hình sản xuất lúa mùa nổi rất nhẹ chi phí, đỡ tốn công chăm sóc và thân thiện với môi trường. Dự kiến toàn bộ diện tích lúa này sẽ cho thu hoạch vào đầu năm 2022, đồng thời sẽ được Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ký cam kết thu mua lúa tươi tại ruộng với giá 15.000 đồng một ký.